Chọn bộ skincare giá bình dân chất lượng hàng hiệu, bộ mỹ phẩm Hatomugi Nhật Bản có tốt không? Hatomugi là một loại ngũ cốc được coi là quốc sản làm đẹp của Nhật, được người Nhật sử dụng với nhiều công dụng làm đẹp da và giảm cân giữ dáng. Đặc biệt, mỹ phẩm Hatomugi cực kỳ lành tính và mang đến hiệu quả cao trong việc dưỡng trắng, làm mềm và dưỡng ẩm cho da từ bên trong. Trong mắt các bạn là chọn bộ chăm sóc da Hatomugi gồm có: đầu tiên là em dầu tẩy trang với dung tích 500ml, công dụng giúp làm sạch sâu các lớp trang điểm, bụi bẩn và bã nhờn, mang đến một làn da thoáng sạch mịn màng. Công thức dầu khoáng baby oil phù hợp cho mọi loại da, an toàn cho da và khả năng kích ứng cực thấp. Tiếp theo là đến em sữa rửa mặt với dung tích 120g và 170g với công dụng giúp làm sạch da, sáng da và nhanh lành da mụn. Sản phẩm còn chứa chiết xuất lúa mạch, bột ngọc trai, quả đào, giúp da mịn màng sau khi sử dụng, không chứa chất bảo quản paraben hay chất tạo màu gây hại cho da. Ở bước thứ ba đó chính là em nước hoa hồng với dung tích 500ml, hai bản trắng và xanh, chiết xuất từ hạt ý dĩ kết hợp với hyaluronic acid và dầu cây thầu dầu, giúp tăng cường độ ẩm cho da mềm mại mịn màng, se khít lỗ chân lông, đồng thời làm sáng da mờ thâm. Công thức thân thiện với làn da, không chất tạo màu, không dầu khoáng, không cồn, không gây kích ứng kể cả với da nhạy cảm nhất. Ở bước tiếp theo đó chính là em kem dưỡng to sụ này với dung tích 300g, công dụng làm sáng da, dịu mụn sưng viêm, cải thiện thâm mụn. Kết cấu 81% là nước dạng microgel nên khi thoa lên da có cảm giác mát dịu, thẩm thấu vào da nhanh chóng. Sản phẩm không chứa cồn, hương liệu, chất tạo màu, không gây kích ứng cho da, an toàn với mọi đối tượng kể cả trẻ nhỏ. Một sản phẩm không thể thiếu đó chính là em kem chống nắng với dung tích 80g. Em này là kem chống nắng phổ rộng, đang rất được lòng các tín đồ skincare bởi đáp ứng các tiêu chí ngon, bổ, rẻ. Kem chống nắng Hatomugi Nhật Bản là sản phẩm 2 trong 1, vừa chống nắng vừa dưỡng ẩm, kết cấu dạng cream lỏng nhẹ, thấm nhanh vào da, không gây nặng mặt hay nhờn rít. Bạn có thể sử dụng kem chống nắng Hatomugi cho cả mặt và toàn thân. Chọn bộ chăm sóc da Hatomugi giá cực kỳ bình dân nhưng mà chất lượng không phải dạng vừa đâu. Mọi người hãy thử ngay nhé!